Hello, xin chào các bạn, mình là Trang Sushi đây. Hôm nay mình sẽ làm bông hoa màu xanh này để ghép vào set con cáo bạn nhé. Đầu tiên thì mình cũng cắt những cái cánh như thế này. Bông hoa này thì gồm 4 lớp, 2 lớp đầu 6 cánh và 2 lớp sau 4 cánh các bạn nhé. Mình cũng ghép nó lại với nhau. Các bạn lưu ý xẻ cánh, dán chúng vào nhau nhưng mà dán nó thưa thưa ra một chút nha, để bông hoa được xòe to. Dán lên một cái chiếc đáy hình tròn, sau đó các cái lớp sau thì mình xẻ chân cánh và dán chéo chân cánh với nhau. Rồi dần dần dán nó chúng thành hình tròn. Dán đủ 4 lớp là đủ các bạn nhé. Các bạn dán sau le chúng với nhau. Và cuối cùng là dán cái nhụy hoa đã cắt bằng máy vào là xong. Đừng quên thả tim, follow để nhận được nhiều cách làm hoa đơn giản nha. Ta-da, xin chào tất cả các bạn, lại là Trang Sushin đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm set hoa con cáo nhé. Đầu tiên thì chúng mình làm một bông hoa poppy. Cái bông hoa này để điểm vào set con cáo khá là đơn giản phải không nào? Bông hoa này chỉ gồm có 8 lớp cánh chia làm 2 lớp các bạn nhé. Dán nhụy vào thế là xong. Và bây giờ mình cùng cắt chi tiết của con cáo nhé. Thứ nhất là tai, mũi của lại là tai tiếp này. Cắt lòng trong tai màu trắng và dán chúng lại. Cắt lá dài, cắt thêm lá bầu, thêm mắt và vần đầu mũi. Và ta ra, chúng mình cùng ghép cái set hoa này thôi nào. Nhanh thoăn thoắt thì mình đã ghép gần xong một set hoa rồi đấy. Thêm lá, thêm mũi này, thêm một chiếc lá nữa, chỉnh lại cho cân, thêm hai cái tai. Và tèn tèn tèn, mình đã xong một set sinh nhật rồi. Những mẫu này làm trang trí sinh nhật cho bé thì cực xinh luôn đấy các bạn ạ. Chờ đón những set tiếp theo của chúng mình nha. Bye bye. Nhớ thả tim, follow kênh của Sushin để nhận được thêm nhiều cách làm hoa mới lạ nhé.